Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến với các bạn một mẫu nồi của Juirushi, mã nồi NP-PF10KS. Thì đây là dòng nồi 1 lít, thì 1 lít các bạn nấu được 5 người ăn nhé. Đây là nồi cao tần áp suất. Rồi, mình mời các bạn xem qua nhé. Nồi còn khá đẹp, không bể vỡ gì nhé các bạn. Đấy, rồi mình nhấc cho các bạn xem nhé. Ở Việt Nam mình hay gọi nôm na cái nồi này là nồi đĩa bay đấy các bạn, vì cái này có lẽ là nó giống cái đĩa bay nên dân mình hay gọi là đĩa bay nhé. Dòng này cũng thuộc dạng dòng dòng VIP, dòng cao cấp đấy các bạn. Rồi mình mở nắp lên xem, các bạn nhìn răng này như mới luôn nhé các bạn. Thì mình chia sẻ thêm với các bạn, cái nắp này các bạn này có đi cùng, tức là nó tương đương với cái gioăng, nó đánh giá độ mới tương đương với gioăng các bạn. Nếu mà các bạn nấu nhiều ấy, thì cái màu này sẽ chuyển sang màu nâu nhé, chứ không được màu vàng như này nhé các bạn. Đấy, không được màu này nhé. Nếu các bạn nấu nhiều ấy, thì nó sẽ chuyển sang màu nâu, mà các bạn nhìn cái này nó còn trắng luôn các bạn, nên rất là mới. Các bạn nhìn gioăng này như chưa nấu nhé các bạn. Đấy, nhìn trước sau này như chưa nấu luôn. Cái nồi này mình nghĩ người ta nấu chắc không quá 3 tháng đâu các bạn, không hề quá 3 tháng luôn. Mà đặc biệt là nấu gạo lứt các bạn, nó hấp cái bọt màu vàng lên này, nên nó rất là nhanh vàng nhé. Đây, các bạn xem này, nhà mình cũng đang sử dụng một cái nồi giống như này để dành cho việc nấu xôi với nấu canh nhé các bạn. Đấy, nấu cơm chế độ dai, còn nấu cơm chính thì nhà mình ăn nồi của Bana. Còn nấu cơm dai hoặc nấu xôi hoặc nấu canh hoặc là hầm xương nấu cháo thì mình có một cái nồi này đấy các bạn. Rồi, các bạn xem son này, cực kỳ mới luôn các bạn. Rồi, không chảy xước gì nhé các bạn. Này mình lau nó chưa được sạch các bạn, chứ không có xước gì đâu nhé. Các bạn yên tâm nhé, không có xước, chảy xước gì luôn đấy. Không chảy xước gì đâu. Đây, các bạn nhìn này, son platinum này, đấy, son rất đẹp luôn nhé các bạn, trước sau rất là đẹp luôn. Những cái này là cái bám đấy các bạn, không phải là chóc gì đâu nhé, cái này là còn nước nó bám vào ấy. Thì mình chia sẻ thêm cái bản chất của platinum này các bạn, nó rất là mỏng nhé, người ta tráng một lớp rất là mỏng. Nên khi vo gạo hoặc là khi ăn ấy, các bạn phải cực kỳ kỹ nhé các bạn. Các bạn phải dùng muôi nhựa thì chắc chắn rồi, rồi rửa cũng phải rửa bằng búi mềm. Rồi các bạn trong quá trình dùng thì mình phải nhớ là bảo quản cái lớp platinum này các bạn, nó rất là mỏng luôn, người ta trắng rất là mỏng bởi vì nó rất là đắt tiền. Đấy. Còn platinum thì bản chất của nó, nếu mà son mà được trang bị platinum này ấy, thì ít nhiều nó cũng có cái chức năng gọi là tách một phần đường một chút nào đó trong trong gạo ra nhé các bạn. Đấy, rồi đây mình cho các bạn xem thêm, cái này không bể vỡ gì luôn nhé các bạn, đẹp luôn, trong ngoài rất đẹp, còn đồng hồ rất là bóng các bạn này. Đấy, cái này mình mà lau xong mình gửi cho các bạn thì cực kỳ bóng luôn, không cấn móp gì nhé các bạn. Rồi mình nhìn điện thử nhé, các bạn nhìn dây này xanh đét luôn. Cái nồi này mình nghĩ không dùng quá 3 tháng đâu các bạn. Rồi mình chọn menu nhé các bạn. Đấy, mình chọn gạo trắng này các bạn này, mình chọn nấu ngon này, như mình đây các bạn, để cho nấu dai nhé. Nấu dai này thì các bạn có thể nấu xôi và nấu cơm được luôn nhé các bạn. Rồi mình nhấn nút nấu 5-7 phút nhé các bạn. Rồi. Mình chia sẻ thêm với các bạn. Các bạn thấy những dòng nồi mà Juirushi, đặc biệt là những dòng nồi cao cấp từ lưng gù trở lên đấy các bạn. Lưng gù, cái mẫu này nó cao cấp hơn lưng gù nhé các bạn. Đấy, mẫu này nó chỉ thua vòi móng bút thôi. Thì mình chia sẻ với các bạn là các bạn đấy, bạn nào đã dùng nồi này và một nồi bất kỳ nào khác có áp suất nhé, khi các bạn nấu đang sôi ấy, sôi khoảng 2-30 phút ấy, thì bạn thử nhấn nút hủy. Cái nồi này các bạn nó nén áp suất rất là kinh khủng, nó phì lên cái thời gian mà nó kéo vào
cái độ cao của hơi nước ấy nó chắc phải đến 1 mét, hơn 1 mét đấy các bạn, và cái thời gian mà nó xả ra chắc phải, mình nghĩ chắc phải đến 10 giây, còn những nồi bình thường ấy thì nó nén một cái lượng áp suất nó thấp hơn này rất là nhiều nhé. Chỉ có nồi Jiu-Jitsu này thì lực nén áp suất là cao nhất, vì vậy nên các bạn hầm xương hay liên quan đến cái gì mà hầm hoặc là dai hoặc mềm ấy thì cái nồi này là nhất nhé các bạn. Đấy, thì mình chia sẻ với các bạn về cái Jiu-Jitsu này, còn cái mẫu này còn rất là đẹp nhé các bạn. Thì bên mình đang cái bán cái nồi này với mức giá là 2 triệu nhé các bạn, cực kỳ đẹp luôn đấy, rất đẹp nhé các bạn, trong ngoài còn rất là đẹp luôn. Thì bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé, bên mình thì giao hàng toàn quốc, các bạn nhận nồi kiểm tra mới thanh toán nhé các bạn. Rồi, mình cảm ơn các bạn nhé, xin chào các bạn.